Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, ăn nó nửa cân, trả nó 8 lạng. Nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền. Như vậy phải làm sao? Vì thế chúng ta ở thế gian này, tất cả công đức tu học được đều hồi hướng cho oán thân trái chủ. Sám hối đối với họ. Trước đây không biết, bây giờ học Phật mới hiểu. Cầu xin họ tha thứ, khi giảng sanh đừng đến quấy phá. Tôi sanh đến thế giới Cực Lạc, sau khi thành Phật sẽ trở lại độ họ. Điều kiện của chúng ta bàn thỏa đáng, tinh tấn tu hành, họ đồng ý. Nếu bàn những điều kiện này, bản thân quý vị vẫn còn tâm riêng tư, dướng vào danh gian lợi dưỡng, bị tham sân si mạng chi phối, những oán thần trái chủ này không tha cho quý vị. Vì sao vậy? Vì những gì quý vị nói với tôi đều là giả, gạt tôi. Người học Phật ngày ngày lễ Phật, ngày ngày sám hối, vì sao nghiệp chướng vẫn rất nặng, vẫn còn quá nhiều bệnh tật, thậm chí còn bị ma nhập. Như vậy nghĩa là sao? Quý vị nói toàn là giả, quý vị không tin tấn tu hành. Tu hành chân chánh họ rất khâm phục. Vì sao vậy? Vì họ biết quý vị có thể thành tựu, thật sự có thể thấy được Phật A-di-đà. Quý vị thấy được Phật A-di-đà, chúng tôi cũng nhờ đó mà được lợi ích. Họ không gây phiền phức cho quý vị, mà còn bảo hộ quý vị.